you make me kinda nervous. You do that on purpose, yeah. Have you always on my guest list? No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no. Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình đang đi spa, một ngày đi spa ở Canada đó. Thì cái spa này đang là mùa đông ở Canada nè mọi người. Mọi người thấy tuyết đang rơi lả chả, xi đồ đầy tuyết hết luôn nè, quá trời tuyết luôn ha. Đó thì ở Canada, ở cái chỗ mình ở nè, thì ở có những cái chỗ mà người ta gọi là suối nước nóng đó mọi người. Thì và những ngày tuyết lạnh á, nhưng mà nước nó không có bị đông băng, tại vì nước đó là nước nóng á. Cho nên là hôm nay mình sẽ đi một ngày ở spa, đi trải nghiệm cái suối nước nóng đó luôn. Và hôm nay mọi người cùng nhau đi với mình khám phá nha. Đây, hành trình sẽ bắt đầu từ đây. Này là cái bên ngoài của cái spa Nordic nè mọi người. Thì cái tên của cái spa nó là spa Nordic ha. Thì đây là ở bên ngoài cái bãi đậu xe nè mọi người. Còn đây là cái lối vào này, khi mà mọi người từ cái bãi đậu xe á, là mọi người đã bắt đầu nghe những cái nhạc mà gọi là cái nhạc thuyền, nhạc du dương, kiểu để mà tâm hồn mình đã thoải mái, bình thản á mọi người. Và cái lối đi vào này nè, sẽ có người ta để những cái, mọi người thấy có những cái lửa này, người ta đốt lửa ở bên ngoài để mà sưởi ấm á. Thì người ta tạo một cái hương liệu sao mình cũng không rõ cách người ta làm sao, nhưng mà mọi người sẽ thấy nó có một cái mùi hương mà của những cái loài thảo mộc á, rất là khôn khoái dễ chịu luôn. Rồi sau khi mà mọi người vào cái quầy lễ tân xong á, thì mình đặt lịch rồi mọi người, thì người ta sẽ đưa mình một cái vòng như vậy này. Thì ở cái vòng đó nó sẽ tự kích hoạt vô cái tủ đồ của mình á. Thì ví dụ như cái vòng của mình là số 520 đúng không? Thì vào trong đó nó sẽ có đồ đó. Thì cái đồ có để mình thay ra để mình vào cái khu spa đó mọi người. Thì có một cái áo tròn khót với lại hai cái khăn nữa đó. Nếu mà mình cần khăn thêm á thì mình nói người ta. Còn đây là vào cái khu chính của cái spa luôn thì mọi người. Cái spa này là cái spa thiên nhiên để mình tự tận hưởng một ngày, kiểu như là mình thư giãn đầu óc vậy đó mọi người. Cho nên là mình sẽ rất là yên lặng ở đây, mọi người sẽ vào, mọi người sẽ thấy không khí ở đây rất là yên tĩnh luôn. Với lại nhạc nền là có những cái nhạc spa mọi người hay nghe đó, rất là thiền định, bình an, thanh thản luôn. Này là mọi người thấy cái suối nước nóng á, cho nên là dù cho thời tiết ở bên ngoài nó đóng băng luôn, mọi người thấy tuyết và đóng băng luôn ở bên ngoài phải không? Thì cái ngày hôm nay là -18 độ C ha. Nhưng mà mọi người thấy cái nước này là giống như là có những cái suối nước nóng á, giống như ở Việt Nam mình ở Long Thanh mình cũng có mấy cái suối nước nóng đó mọi người. Bạn nào mà tham quan suối nước nóng rồi chắc hiểu ha. Thì cái này á, nước á, nó có những cái dòng giữa một cái những cái mùa đông lạnh giá tuyết rơi đầy như vậy á, thì những cái dòng suối nước nóng này tại vì nó rất là nóng á cho nên là nó không có bị đóng băng ha. Thì nhiệt độ của những cái suối nước nóng này là cái những cái người ta làm thành những cái hồ nước và người ta điều chỉnh nó theo cái nhiệt độ khác nhau đó mọi người. Có cái là 38 độ, có cái 10 độ, 15 độ, người ta sẽ ở những cái bồn tắm khác nhau á thì người ta sẽ ghi cái bảng ở bên ngoài là nhiệt độ bao nhiêu ha. Còn bây giờ là mình đang ngồi chờ cái đứa bạn của mình, trời ơi, siêu lâu luôn, cho nên là mình quay một vài video nè. Đây mọi người, đây là ở bên cạnh những cái khu spa này á thì sẽ có rất là nhiều những cái nhà sống hơi á mọi người, người ta gọi là sauna đó. Thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều phong cách khác nhau luôn, từ phong cách Thụy Điển, phong cách Nga, rồi những cái phong cách của người Phần Lan, Hà Lan, nói chung là nó tích hợp nhiều cái phong cách khác nhau lắm nữa. Còn này là ở mình vừa mới trong cái nhà sống hơi mình đi ra nè, trời ơi, cái bồn này là cái bồn nước nước lạnh nha. Đây là 15 độ C nè mọi người. Những cái bồn khác nhau thì có nhiều nhiệt độ khác nhau lắm lận. Còn mình đang mới bắt đầu khởi động từ một cái bồn nước 15 độ C, nó lạnh tê tái luôn. Còn cái nhiệt độ cái bồn của mình đây là 15 độ C, nhưng mà nhiệt độ bên ngoài là -18 độ C nha mọi người. Cho nên là mọi người kiểu như là khi mà mình vừa mới ra khỏi nước á, trời nó làm tê tái luôn đó. Mọi người thấy bên cạnh cái hồ bơi mà tuyết nó đầy luôn, nó đóng băng luôn, nó lạnh đến mức mà tuyết nó đóng băng luôn á mọi người. Đó, cho nên mình vừa mới ra khỏi nước là phải nhúng nước lại luôn, chứ không là nó lạnh tê tái, lạnh mà kiểu như là tí xỉu luôn vậy đó. Này, mà nó lạnh mức mà mọi người thấy nước á,
nó bốc hơi lên luôn không, tại vì nó rất là lạnh. Mà mọi người biết cái xu nước nóng này nó rất là tốt luôn nha. Cái xu nước nóng này là nước nước mặn á nha mọi người, chứ không phải là nước mình không rõ là cái nước nóng này, cái nước, cái độ mặn của nó là cái spa này người ta làm hay là thiên nhiên nữa, nhưng mà cái độ nóng của nước là thiên nhiên đó mọi người, cho nên người ta hay gọi là suối nước nóng đó. Còn cái độ mặn của nó mình cũng không rõ nữa. Còn cái này là có một cái thác nó chảy xuống, cái thác tự nhiên nha mọi người, rất là đẹp luôn mọi người thấy không. Ở bên cạnh là có tuyết nó đông, còn ở bên giữa là cái suối nước nóng nó chảy xuống thành một cái dòng thác nhỏ, rất là đẹp luôn. Còn bên này là mình đang đi qua một cái bồn, một cái khu tắm khác nữa này. Thì cái khu spa này nó là một cái khu spa mà kiểu như là lớn nhất ở Canada luôn ha, và cũng là kiểu cái spa mà xa xỉ nhất luôn. Mình thấy người ta để ở cái phần giới thiệu cái trang spa gì đó là cái spa lớn xa xỉ nhất ở Canada luôn. Mà cái điều quan trọng nhất là nó là tự nhiên nha, chứ không phải là người ta tự xây dựng lên, cho nên là đó là cái điều mà làm nên cái sự đặc biệt của cái spa này luôn, là những cái spa suối nước nóng tự nhiên lớn nhất ở Canada luôn đó. Thôi còn cái này là mình đi qua một cái bồn khác. Cái bồn này là nhiệt độ của nó là 38 độ C. Ở bên cạnh là người ta dựng lên những cái nhà ở sau của mình đó mọi người thấy không. Thì tại vì cái spa này nó có dịch vụ cho mọi người ở lại qua đêm luôn, cho nên mà ai muốn kiểu như là đặt lịch đi, gọi là đi vacation, đi vào những cái kỳ nghỉ á, thì mọi người có thể đặt lịch để mà ngủ lại qua đêm ở đây luôn. Mà chi phí ở đây nó khá là đắt đó, giống như là nó có nhiều dịch vụ khác nhau lắm, nhưng mà về cơ bản mà rẻ nhất ở dịch vụ ở đây á là khoảng tầm 200 đô cho một người ha. Thì 200 đô là khoảng tầm 3 triệu mấy 4 triệu cho một người cho đi vào này. Để chỉ để tắm đi thôi. Còn có những dịch vụ giống như là dịch vụ massage, rồi dịch vụ khác nữa, sau này mình ở đầu sau của video mình sẽ giới thiệu với mọi người ha. Đó. Còn cái này là mình nước ở đây nó có độ mặn tự nhiên á, cho nên khi mọi người bơi sẽ thấy rất thoải mái luôn. Ở bên ngoài đây là mình đang cái đoạn mà kiểu đang thực hiện cái thử thách với nhóm bạn của mình đó, là mặc bikini và nhảy vào tuyết. Trời ơi, nó lạnh giống như là tê tái không cùm luôn, cho nên lật đật nhảy lại xuống nước nè mọi người. Rồi ở đi spa này á mọi người vui lắm, kiểu như mình không có mang theo dép lào á thì phải mua cái đôi dép lào. Mình bị chơi ngu không có mang dép lào theo á, cho nên là mua cái đôi dép này là 20 đô, là nhiều ta, trăm mấy chục ngàn, gần 200 ngàn á mọi người đó. Còn cái này là cái đoạn mà từ cái mình quay lại cái phòng thay đồ để lấy một ít đồ á, thì mình quay lại cho mọi người này đó. Thì cái điều mình rất là thích ở spa này luôn á là mọi thứ đều xây bằng gỗ hết mọi người, những cái khu lều trại này bằng gỗ hết, cho nên mọi người sẽ thấy có một cái mùi hương gỗ rất là tự nhiên và rất là thoải mái luôn này. Khi mà đi mọi người đi di chuyển về những cái khu vực á, mọi người phải đeo khẩu trang. Đây là một cái điều rất là đặc biệt luôn nè. Mình mua dịch vụ này là cái gói dịch vụ này là 100 đô cho một người, là khoảng tầm 2 triệu á. Là cái nước ở đây có những cái bồn á mọi người, mà kiểu như cái độ mặn của nó siêu mặn luôn, đến một cái mức độ mà khi mà mọi người vào cái bồn đó thì mọi người không cần bơi mà mọi người sẽ tự nổi lên trên mặt nước luôn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn cho mọi người vào cái khu vực đó nha. Thì cái khu vực đó người ta giới thiệu là có cái công dụng là rất là tốt cho sức khỏe của mình luôn. Đây là cái đoạn mà mình đang đi dẫn mọi người đi qua tới cái khu đó này. Tại vì cái khu đó là một cái khu tách biệt so với cái chỗ những cái bồn nước hồi nãy mình giới thiệu với mọi người á, cho nên là mình phải đi qua một cái khu đầy tuyết trắng như vậy này. Thì cái khu mà mình đang dẫn mọi người tới, mà khi mà cái độ người ta dẫn tạo cái độ mặn của nước nó mặn đến một cái mức độ mà mình không cần bơi mà mình cũng tự nổi lên á, thì cái khu đó người ta gọi là Kala ha. Thì Kala nó là tiếng Thụy Điển á mọi người đó. Thì cái khu đó nó sẽ có ánh sáng xanh này, cái nhạc thiền định và cái độ mặn rất là mặn của muối á, nó sẽ giúp cho mình kiểu như thư giãn đầu óc đó, và làm cho mình kiểu như là detoxing cơ thể của mình, cũng như là làm giảm đau cơ đồ, nói chung là giống như là tại một cái độ massage tự nhiên cho cơ thể của mình vậy đó mọi người. Đây, nó là ở dưới tầng hầm nha. Đây là mình nè mọi người thấy không? Mọi người thấy nó có những cái ánh sáng xanh á. Ánh sáng xanh nó có công dụng là diệt khuẩn và làm dịu lại thư thái tinh thần của mình đó mọi người. Thì vào đây nó rất là thư giãn và không có giới hạn thời gian luôn, cho nên đa phần mọi người vào đây sẽ tự nhiên giống như là thư giãn và tự ngủ luôn. Mình cũng rơi vào một giấc ngủ một tiếng mấy đồng hồ ở dưới này nè mọi người đó. Mọi người thấy mình không còn bơ luôn mà tự nổi lên mặt nước luôn.
và có những cái ánh đèn rất là dịu luôn, cũng giống như là đèn ngủ á mọi người. Cho nên là nó vừa có công dụng là tốt cho cái sự thư giãn của mình, mà đồng thời nó cũng giúp cho cơ thể mình nó dịu nhẹ, dịu nhì lại mọi người. Giống như là gọi là sao ta, gọi như là nó giảm bớt đau cơ của mình đó mọi người. Đây, đây là mình quay lại cái bồn cho mọi người thấy nè. Và khi mà vào khu vực này á mọi người, thì mọi người không được tạo ra tiếng ồn, tại vì giống như là cái khu này là đặc biệt để cho người ta vào người ta thư giãn đầu óc á. Cho nên khi mà mọi người vào đây với một nhóm bạn hay gì á là phải tuyệt đối giữ im lặng, không có được tạo ra tiếng ồn á. Đó không? Rồi tiếp theo mình sẽ dẫn mọi người ở đây nó có những cái khu bồn tắm hơi theo những cái phong cách riêng á, giống như là cái bồn này, bồn tắm hơi gọi là meditation zone, tức là cái bồn sông hơi mà giống như là để mình thư thái đầu óc á. Thì bây giờ mình đang ở từ cái nhà sông hơi nó rất là nóng ở bên đó, trong đó cho nên mình đang thực hiện cái thử thách xông vào trong tuyết cùng với những bạn của bên chơi ơi, lạnh quá luôn. Vừa mới xông vô tuyết một cái là mình phải giục chạy vô cái nhà sông hơi liền, tại vì nó siêu lạnh luôn mọi người ơi. Nhiệt độ bây giờ đang là âm 18 độ C lận, cho nên là mình phải chạy vô liền cái nhà sông hơi, tại vì nhà sông hơi nó giữ ấm cơ thể mình lại á. Rồi bây giờ mình đang di chuyển qua một cái khu vực khác nữa nè. Thì cái khu vực này là một cái bồn suối nước nóng ở trên đỉnh của một cái ngọn đồi ha. Thì cái khu này, cái bồn này rất là lớn luôn, nhưng mà tại vì mình không có quay xung quanh được, tại vì mình không có ở đây, người ta không có cho mình quay những cái người khác á, tại vì giống như giữ cái quyền riêng tư với người ta á mọi người. Cho nên mình chỉ quay được cái đoạn nhỏ này thôi, chỉ có một mình thôi đó. Mọi người thấy tuyết ở trên đỉnh ngọn đồi này không, nó siêu nhiều luôn, cứ giống như là đang mùa đông á mọi người. Cho nên là hôm nay là một ngày tuyết nó nhiều nữa, cho nên là mọi người thấy nó có những cái đồi giống như những ngọn đồi tuyết luôn vậy á. Còn nước ở cái bồn này á đang là 35 độ C, cho nên là nó ấm mà mọi người thấy nó bốc hơi lên nghi ngút luôn. Và cái nước này nó cũng có độ mặn luôn nha mọi người, cho nên khi mà mọi người vào đây á, trời ơi siêu thư thái luôn. Và ở trên đỉnh ngọn đồi này người ta tạo nên những cái kiểu như là nó là ở ngoài trời nha, nhưng mà kiểu như nó rất là thư thái luôn, tại vì người ta sẽ có những cái bố trí những cái nhạc mà nhạc thiền định đó mọi người, cho nên mọi người sẽ thấy nó rất là thoải mái luôn. Còn nước ở đây, trời ơi, mọi người thấy nước tự nhiên mà nó trong ghê không, nó trong mà giống như là một cái độ trong xanh thuần khiết luôn. Còn ở bên ngoài đây mọi người hãy chiêm ngưỡng vẻ lạnh giá của mùa đông Canada đây. Mùa đông Canada nó lạnh, siêu lạnh luôn. Bây giờ là kiểu như thỉnh thoảng ở trong nước nó rất là nóng luôn á mọi người, cho nên là mình kiểu đi ra ngồi cho nó lạnh một xíu đó. Mình ở spa nguyên một ngày trời luôn. Từ lúc mà mình đến cái spa này là khoảng buổi trưa, khoảng tầm 12 giờ. Đó, thì buổi hẹn của mình là 12 giờ 15 cho đến tối luôn, bây giờ là 7 giờ rưỡi đêm luôn. Một ngày ở spa luôn, siêu sướng, kiểu như là siêu thư giãn. Khi mà mọi người bước ra khỏi spa giống như là mình thành một con người hoàn toàn khác vậy đó. Kiểu như là tinh thần kiểu mình nó rất là thoải mái, dễ chịu á mọi người. Rồi video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Và nếu mà mọi người thấy thích thì đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp. Bye.